tưởng đâu đời chỉ màu hồng, ai ngờ cõi hồng trần đảo đi. Nếu không tinh tấn chuyên cần, nếu không chánh niệm ưu phiền đến ngay, chú tâm vào chỗ bụng này, thấy phòng, thấy xẹp, thấy hoài chuyển rung. Khi căng, khi kéo, khi trùng, khi sâu, khi cạn, hãy ung dung nhìn. Dầu tâm phóng túng mông lung, cũng đừng lo lắng, cứ ung dung nhìn. Chống chày tâm sẽ nằm im, không còn vọng động chẳng tìm chỗ đi. Dầu tâm lo lắng sầu bi, ghét ghen hoan hỷ cũng thì nhìn thôi. Chẳng cần toan tính lôi thôi, chẳng cần lo sợ bồi hồi phân vân. Sáng suốt chánh niệm chuyên cần, hết còn thắc mắc phân vân nữa rồi. Tâm trú đề mục chẳng rời, khổ đau hạnh phúc đến rồi lại đi. Tấm thân hiện hóa ra gì, đất nước gió lửa chuyện gì bất thường. Giữ tâm chánh niệm luôn luôn, khi đi khi đứng không buông không trùng. Nằm ngồi có duỗi thung dung, thấy nghe giờ đụng cũng đừng có quên. Chú tâm chánh niệm lâu bền, thấy rõ tứ đại tạo nên thân này. Thân ta chất giữ lâu nay, chỉ là giở hợp đổi thay không bền. Đất là sự cứng sự mềm, nước là dính hút kết liên chảy dài. Gió là chuyển động trong ngoài, lửa ấy nhiệt độ nhớ hoài chớ quên. Khi đi nặng nhẹ cứng mềm, chú tâm dỡ đạp xuống lên thang lầu. Chuyên cần chánh niệm dài lâu, an vui tĩnh lặng hết sầu hết đau. Cúi khom ngó trước ngó sau, nấu cơm quét dọn chùi lau đợi chờ. Chú tâm chánh niệm bây giờ, chớ nên chạy đại đợi chờ ngày mai. Đừng suy nghĩ đến tương lai, quá khứ đã mất đổi hoài làm chi. Dù cho đề mục là gì, cũng có đặc tính đến đi vô thường. Cứng tê đau nhức sự thường, đến đi mặc chúng kết thương làm gì. Đừng mong khổ thọ tan đi, đừng mong lạc thọ ở lì với ta. Mong là tham ái đó mà, người còn tham ái khó ra luân hồi. Cũng đừng chống cự lôi thôi, cảm giác vui khổ đến rồi lại đi. Chống cự đàn áp ít gì, sân tâm phát khởi lại đi luân hồi. Muốn mau ra khỏi luân hồi, bỏ đi ý tưởng ta tôi cho rồi. Do còn tư tưởng ta tôi, tà kiến phát khởi luân hồi triền miên. Khổ thọ đến chánh niệm liền, khách quan quan sát triền miên không ngừng. Lạc thọ đến cũng chẳng mừng, an nhiên ghi nhớ tâm đừng lung lay. Âm thanh tốt xấu ghi ngay, không thương không ghét từ rầy rảnh tai. Quán thân quán thọ từ nay, quán tâm quán pháp cả ngày lẫn đêm. Ngoại trừ giờ ngủ mỗi đêm, giảm giờ giải trí tăng thêm giờ thiền. Đi đâu cũng đem theo thiền, chánh niệm sáng suốt dính liền cùng ta. Tham sân có đến la cà, cũng đừng sợ hãi tránh xa làm gì. Tham sân đến rồi lại đi, bất an hối hận cũng thì thế thôi. Chú tâm chánh niệm một hồi, bất an hối hận cũng thời ra đi. Khi tâm khởi sự hoài nghi, tinh tấn chánh niệm hoài nghi sẽ rời. Giả dự buồn ngủ đến rồi, nghĩ đến ánh sáng một hồi sẽ hay. Đứng thẳng dậy xoa chân tay, nếu không hết ngủ rời ngay phòng thiền.
kinh hành lui tới liên miên. Nếu không hết ngủ ta thời đi lui buồn ngủ chẳng lùi. Kéo tay rửa mặt, nghĩ vui đừng sầu. Quyết tâm chánh niệm bền lâu, phiền não dứt sạch, hết sầu hết đau. Tinh tấn là pháp đứng đầu, chánh niệm chánh định thật sâu thật bền. Chuyên cần tu tập ngày đêm, trí tuệ tăng trưởng, nhà em niết bàn.